Và sau đây là dòng tâm sự tao gửi đến mày nè. Con bạn tốt mình chơi với nhau cũng được một năm, tao quan tâm mày từng chút một. Có chuyện gì vui hay chuyện gì buồn thì tao cũng kể cho mày nghe. Thế rồi sau lưng tao mày lại đâm chọt để cho tình bạn cái sức mẻ. Mày đi nói xong.